muốn chứng công đức viên tịnh của chư Phật, muốn dùng một âm thanh giảng thuyết tránh pháp cho tất cả hữu tình cõi tam thiên, làm cho tất cả đều được lợi ích lớn thì phải học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Lại nữa thiện hiện, nếu đại bồ tát tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thì không có tất cả công đức lợi ích thù thắng ở thế gian hay xuất thế gian nào mà không đạt được vì sao? vì bát nhã ba la mật đa sâu xa là chỗ nương tựa cho tất cả hạt giống căn lành công đức thiện hiện nên biết ta chưa từng thấy có đại bồ tát nào siêng năng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy mà không đạt được công đức lợi ích thủ thắng của thế gian và suốt thế gian bấy giờ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, chẳng lẽ cũng đắc công đức căn lành của thanh văn độc giác sao? Phật bảo thiện hiện, công đức căn lành của thanh văn độc giác, các chúng đại Bồ Tát này cũng đều chứng đắc nhưng không trụ, không đắm trước nơi đó. Bằng tránh kiến thắng trí, quán sát xong, vượt qua địa vị thanh văn và độc giác, vào thẳng tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, nên các đại Bồ Tát này được tất cả công đức căn lành lại nữa thiện hiện, các đại bồ tát nên tu học tất cả hạt giống công đức căn lành của thanh văn độc giác, mặc dầu không cầu chứng đắc nơi đó, nhưng muốn thông suốt đúng đắn tất cả để giảng thuyết chỉ dạy cho các hữu tình kia. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy thì chính là gần vũ trí nhất thiết trí, mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, thường làm lợi ích an vui cho tất cả cùng tận đời vị lai. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát nào khi tu học như vậy thì chính là ruộng phước chân tịnh cho tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc vân vân Vượt lên trên các ruộng phước của thanh văn, độc giác, sa môn, phạm trí ở thế gian, mau chứng được trí nhất thiết trí lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu học như vậy thì sanh ra ở chỗ nào cũng không xả bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa không lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa và thường thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát nào có thể thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thì nên biết Bồ Tát đó đã được không thối lui trí nhất thiết trí, hiểu biết đúng đắn tất cả pháp, xa lìa địa vị, thanh văn độc giác vân vân và gần gũi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nghĩ thế này, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây là thời gian tu, đây là nơi trốn tu, ta là người tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ta nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy mà vứt bỏ được pháp nên vứt bỏ, nên được phát sanh trí nhất thiết trí, thì đại Bồ Tát này chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thể hiểu rõ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không nghĩ ta là bát nhã ba la mật đa. Đây là thời gian tu, đây là nơi trốn tu, đây là người tu, đây là pháp bát nhã ba la mật đa xa lìa Đây là pháp bát nhã ba la mật đa chiếu soi. Đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà bát nhã ba la mật đa chứng đắc. Ai hiểu biết như vậy là hành bát nhã ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nghĩ thế này Đây chẳng phải là bát nhã ba la mật đa Đây chẳng phải là thời gian tu Đây chẳng phải là nơi trốn tu Đây chẳng phải là người tu Chẳng phải nhờ bát nhã ba la mật đa Mà xa lìa tất cả pháp nên xa lìa Chẳng phải nhờ bát nhã ba la mật đa Mà chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Vì sao? Vì tất cả pháp đều trụ chân như không sai khác vậy thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát hoàn toàn không phân biệt không hiểu rõ tất cả pháp thì chính là hành bát nhã ba la mật đa